đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tiền từ tv internet từ các phương tiện thông tin chúng ta thấy trên toàn thể thế giới có nhiều tai nạn chẳng có cách nào tưởng tượng nổi đối với người tu hành mà nói những tai nạn ấy có điểm lợi ích là khiến cho chúng ta cảnh giác thế giới này thật sự khổ sở chẳng thể trụ trong thế giới này mỗi ngày chúng ta thấy trong kinh đức thế tôn đã giới thiệu thế giới cực lạc thế giới ấy tốt đẹp lắm so sánh hai thế giới Nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Sẽ nảy sanh tràn trì Đó là điều tốt đẹp Nếu trên thế giới này Chẳng có tai nạn Chúng ta sẽ không muốn ra đi Tuy niệm A-di-đà Phật Vẫn chẳng nỡ lìa bỏ thế giới này Do vậy mỗi lần có đại tai nạn hiện tượng ấy cũng đổ rất nhiều người có lắm kẻ thiện căn chưa chín mùi trông thấy tai nạn ấy thiện căn bèn chín mùi thật sự muốn giảng sanh thật sự buồn xuống